Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web lapphanchungtu.com. Thì video này tôi sẽ giới thiệu cho bạn cái quy trình để chúng ta dựng nhân vật và chúng ta sẽ tô màu cho nhân vật các bạn. Thì video này tôi sẽ lấy một cái mẫu này làm tham khảo các bạn. Cái mẫu này để chúng ta làm tham khảo để tôi hướng dẫn các bạn thôi. Thì không không nhất thiết phải làm giống theo mẫu này hoặc là làm xấu hơn cũng được. Chủ yếu là các bạn tập trung vô, các bạn biết được toàn bộ cái quy trình ta từ 4 bước các bạn. Để tôi cho bạn xem 4 bước. Đây là bạn nhìn cho thấy 4 bước nè. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ dựng mẫu bạn. Dựng mẫu theo những cái video trước tôi hướng dẫn các bạn rồi á. Video số 1, phương 2 trong phần mà dựng nhân vật nè. Thì đó là chúng ta dựng mẫu dựa trên những cái đường lưới. Các bạn xem từ đó giờ là chúng ta mới xong được cái bước 1, chúng ta sẽ dựng được cái mẫu bằng những cái đường lưới. Giờ chúng ta sẽ tới cái chút thứ hai là chúng ta sẽ nhào nặn. Nhào nặn là chúng ta sẽ giống như là nếu bạn nào đã học qua phần mềm Xerox thì nó tương tự như bạn. Chúng ta sẽ nhào nặn giống như lấy cục đất sét nhào nặn á, thì trong đây nó có cái phần layout nhào nặn các bạn. Scope nè. Thì tôi cũng nói sơ giới thiệu cho bạn sơ hiểu qua thôi. Còn thực tế mà tới cái phần sau, tôi cũng sẽ có dành riêng một cái nhóm các video nói về riêng cái phần nhào nặn này. Nó chuyên ha. Còn này tôi chỉ giới thiệu cho bạn biết thôi. Còn bước tới là bước thứ hai, bước thứ ba chúng ta sẽ thực hiện cắt UV. Cắt UV là gì? Thực ra tôi cũng có hướng dẫn các bạn rồi. Để tôi mở cái trang web lên tôi nói cho bạn cho dễ ha. Đây trang web cá nhân của tôi nè bạn. Còn giờ trong cái thứ nhất là bạn có thể xem từ đầu các video mà tôi dựng mẫu đó, tới cách 2 nè. Tới đây nè, là những cái video đầu tôi hướng dẫn bạn cái cách ta dựng mẫu cho là bước 1 á. Bước 2 ta sẽ nhào nặn. Thì nhào nặn thì đây là trong cái phần CM4DR19 tôi cũng hướng dẫn các bạn sơ sơ rồi. Phần mà chúng ta nhào nặn các bạn. Đầu tiên rồi, Charter. Này là gắn xương simulate mô pháo. Đây là nhào nặn là nó sơ sơ thôi. Rồi sau khi nhào nặn xong thì chúng ta sẽ thực hiện cắt UV. Cắt UV tôi cũng nói bạn sơ sơ về phần cắt UV rồi. Cắt UV là trong cái nhóm material tôi chất liệu là bài số 7 nè. Mà cái này tôi mới hướng dẫn bạn cách làm ta cắt UV theo cách tự động thôi. Chứ tôi chưa nói cái cách mà người ta cắt thủ công bằng. Thì cắt bằng thủ công thì nó sẽ chính xác hơn, nó sẽ không có bị nhầm lẫn cho những đối tượng phức tạp. Rồi sau chúng ta cắt UV rồi, cuối cùng là ta thực hiện cái việc tô màu thôi. Thì bạn tô màu bạn hãy xem trong cái bài số 7 này luôn, tôi cũng hướng dẫn sơ sơ qua về phần tô màu rồi. Đó, nhắc lại phần kiến thức cũ cho bạn nhớ thôi. Đây là bước 3 là ta cắt UV ha. Bước 4 là tô màu. Cắt UV đến chi bạn? Để chúng ta chia từng cái phần riêng biệt nhau để chúng ta tô màu, nó không có lẫn cái này vô cái kia. Đại khái là gì? Giống như là các bạn nào có học phẫu thuật hồi xưa ta học lớp 8, lớp 9 gì đó bạn. Học cái việc mà học mà cắt mổ cái con ếch mà để cắt cái bề mặt nó ra vậy ha, banh nó ra vậy, bạn nhớ không? Nó này tương tự vậy, nó sẽ cắt ra, nó sẽ chạy phẳng trên cái bề mặt ra, trên cái mặt phẳng. Đó, chúng ta sẽ qua 4 bước ha. Rồi giờ ta sẽ có cái mẫu đầu tiên rồi. Này chúng ta sẽ dựng cái mẫu này. Ta nhìn một tí, ta phân tích thử nó có gì. Thì thật ra cái này là một cái ở trên đây nè bạn. Ở trên đây là nó gì thì các bạn, tôi hình dung là tôi có thể lấy một cái hình tròn, tôi kéo giãn ra và phần dưới đích đây tôi sẽ cho nó bự ra. Đại khái vậy ha, tôi nhìn tôi phân tích nhanh á. Phân tích nhanh hình khối. Hai cái sừng này thì dễ rồi, bạn có nhiều cách làm. Bạn có thể lấy cái hình nón bạn bẻ cong ha, đây là cách nhanh nhất. Còn không thì bạn lấy một cái cylinder trở hình trụ á, rồi bạn bóp, bạn chia làm nhiều nhiều đường lưới theo phương ngang như nào, bạn bóp lên ở đầu thì càng đầu càng nhỏ. Rồi muốn nó cong thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là bẻ cong đó, hoặc là bạn chỉnh nhìn theo cái hình chiếu bên cạnh bạn chỉnh cũng được luôn, có nhiều cách để bẻ cong. Còn cái phần tay này cũng vậy, các bạn xem video này đâu như quá dễ bạn rồi, bạn chỉ cần chọn cái phần này, bạn extrude nó ra, extrude ra cái đường thẳng, rồi sau đó các bạn sẽ bẻ cong, hoặc bạn bẻ cong xuống theo cái tay này. Cái chân này cũng vậy, bạn chọn một cái mặt phẳng ở dưới đâu dưới chân này, bạn extrude xuống đây nó, và cái con này nó sẽ có đối xứng với bạn, thì bạn chỉ cần làm một bên, sau đó bạn symmetry đối xứng qua bên kia là xong. Con mắt thì bạn làm lõm vô, tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách sử dụng. Bạn dùng đường lưới trong đây cũng được, còn không thì bạn dùng scope, dùng nhào nặn á, chút tôi hướng dẫn bạn nhào nặn cho nó mau. Sau đó ta chèn con mắt vô đây hình khối cầu thôi. Còn cái màu trắng này á, cái họa tiết những cái xanh xanh nè, làm ta bạn có thể là sử dụng cái họa tiết bên Photoshop á, bạn tự vẽ hay là bạn lên trên mạng bạn copy những cái hình cái con mắt nè, sau đó bạn làm cái tester bạn chèn vô trong đây. Còn cái miệng thì bạn lõm vô thì bạn hãy cắt
vào hoặc là sử dụng scope nhào nặng luôn. Thì trong phần này tôi sẽ nói nhiều về phần nhào nặng lắm, cũng nói cũng sơ sơ đây, tại vì tôi sẽ dành một số cái video sau nói riêng về cái phần nhào nặng này. Nhào nặng ta nhào ra những nhân vật luôn bạn, nghĩa là bắt đầu là chúng ta phải thực hiện cái việc nhào nặng luôn, chứ không phải như cái video này tôi sẽ kết hợp nhiều thứ, nghĩa là ban đầu tôi sẽ dựng đường lưới trước ra tổng thể, rồi sau đó tôi mới là sử dụng cái scope đó, tôi chỉnh một số cái chi tiết nhỏ thôi, nhào nặng một số chi tiết nhỏ thôi. Còn những cái phần sau mà chuyên biệt về nhào nặng á thì tôi sẽ làm toàn bộ là trong cái phần scope luôn, nhào nặng luôn. Nó tương tự như Xerox vậy, tương tự thôi chứ thật ra nó sẽ thua xa các bạn. Xerox thì nó phải chuyên hơn, là nó tại vì cái nhiệm vụ Xerox này chỉ có được là dựng mẫu thôi, còn Simony nó thường gì nó đảm nhận nhiều cái chức năng á thì nó sẽ không chuyên bằng. À, ok ha. Cái răng thì bạn vẽ một cái mẫu cái răng sơ, bạn có thể là nhân bản lên loaner hay làm gì đó, nhân bản lên cho nhiều cái. Không thì bạn làm cách thủ công là bạn giữ control, bạn lôi ra từng cái, cũng là copy. Có nhiều cách. Rồi, ta sẽ làm thôi. Làm cái này tôi lấy cái mẫu này tham khảo nên tôi làm chắc cũng sẽ nhanh và nó không quá đẹp đâu, không chính xác đâu. Chỉ cho bạn hiểu được cái tính chất vấn đề thôi, để tôi làm những cái bài sau cho nó nhanh, cho nó hay. Rồi, đầu tiên tôi mở Simafody lên, tôi đang sử dụng phiên bản S2 á. Đầu tiên ta có được cái này đi. Như tôi nói các bạn, tôi sẽ bắt đầu bằng cách là tôi sẽ có những cái đường lưới, những cái khối hình học, rồi tôi sẽ phát triển lên. Còn không, nếu bạn nào mà qua tới phần, nếu video này nằm ở trong cái nhóm mà nhào nặng á, thì ban đầu tôi sẽ bắt đầu từ việc là tôi có cái cục đất sét rồi tôi nhào nặng luôn. Tôi qua trên scope này tôi nhào nặng luôn. Rồi, nhưng mà này tôi muốn hướng dẫn bạn từ từ ha. Rồi, tôi muốn có được cái hình theo cái hình này nè. Cái đầu nhỏ xuống này là cái bụng phệ, bụng bự nè. Rồi, được gì rồi, rồi sao nữa, muốn nó bóp bóp kéo ra thì bạn có thể sử dụng cái nhấn cylinder chuyển nó sang cylinder bạn, xin lỗi, chuyển nó sang polygon, nhấn chữ C, còn không thì bạn dùng cái chia nó thành nhiều đường lưới đi. Nhưng mà trước khi chia tôi quên đó là hiện tại đường lưới nó đang chia theo cái dạng là khối cầu như này, tập trung tạo điểm định, điểm đầu và điểm cưới ha. Nhưng mà đường lưới như vậy thì nó không có tốt cho cái việc sau này chúng ta dựng. Cỡ nào ta làm được hết trơn, nhưng mà tôi muốn cho các bạn phân tích trước á, thì ta sẽ chuyển standard rồi mà cho bạn xem một số cái mẫu. Nó mẫu này thì nó tào lao quá, ta tắt cái phần mặt phẳng đi ha. Mặt phẳng lưới này nhìn nó khó chịu đó. Cái này là nó dạng gì? Thấy chưa, dạng này thấy ok nè. Này dạng tam giác, này dạng tam giác nhỏ hơn chút, này dạng phân nửa. Rồi ta chọn cái dòng số 2 gì nè, hay dòng số 3 gì nè, đó. Nghĩa là đường lưới nó dạng hình vuông, hình tứ giác bạn, hình tứ giác bốn cạnh á, bốn đỉnh. Đó, ta sẽ lấy gì? Rồi. Ta chọn cái này ha, sau đó tôi có thể là nhấn chữ C chuyển sang polygon. Nhấn chữ C chuyển polygon đây. Rồi sau đó tôi sẽ cho nó cái kéo giãn ra, tôi sẽ sử dụng FFD này là tính năng nhấn shift như đây cho nó là đối tượng con của cái quả cầu. Rồi có thể nhấn fit to parent cho nó vừa luôn. Ta có thể chọn điểm, bắt đầu ta sẽ chỉnh sửa, thì ta sẽ chỉnh sửa dựa trên cái khối hợp bên ngoài dễ hơn. Bạn hãy chia thêm nhiều đường lưới mặc định đang chia là 3, x, y, z đều bằng 3 hết. Chúng ta sẽ chỉnh nè bạn, bạn thấy nó thiếu thì bạn chỉnh thêm, dù tôi chỉnh thêm nè. Thôi phương này không chơi, phương dọc lên đó, phương này nè, đó. Tôi tăng cái phương này lên, tại chút tôi sẽ kéo cho nó mập ra, kéo cho nó giãn ra. Bạn hãy nhìn từ các bên cho nó dễ kéo. Nhấn số 0 quét thôi. Giờ tôi kéo ông này giãn ra bạn. Nè tôi kéo nè. Nó thấy nó giãn ra chưa? Giống như cái hình mẫu người ta chưa? Cái con nãy á. Nó gì đấy bạn? Hay là cái bụng với cái đầu ở trên, là đầu với cái bụng nó, cái bụng nó phải to ra thì tôi có thể chọn cái này, tôi quét cho nó bự ra, nhấn phím T đẩy nó ra. Thấy chưa? Thấy giống chưa? Hình như là phải bự nữa. Và cái phần trên đây nó phải dài lên tí. Thôi, bạn muốn nó bóp thì quên nó, nhấn phím T bạn bóp lại chút đó. Ok ha. Bạn muốn bóp cái khúc này nó hơi xích xuống tí, dọn này đi xích xuống đây tí. Đó, vừa vừa thôi, tương đối thôi. Rồi cái chỗ này tôi muốn thiếu đường lưới, tôi hãy nhấn chữ KL chỗ này nếu tôi muốn. Tôi tắt cái này. Ý quên. Cái này ta thêm đường lưới trong FD chứ, bạn lít vô đây tăng thêm nè, đó. Tôi nhấn số 0, tôi chọn đây, tôi chỉnh lên xuống một tí. Rồi tạm tạm ổn vậy các bạn.
bạn muốn nó mập nữa thì bạn cho nó to ra. Nhưng mà tôi cảm thấy gì được rồi. Rồi đặc biệt có cái bụng ở trước bạn, dù tôi cho bề này là bề trước nha, thì tôi muốn cái bụng nó hơi bự hơn thì tôi sẽ chọn riêng cái bụng, riêng cái phần trước nè, tôi sẽ đẩy ra trước một tí nó, thì cái cái bụng đừng đẩy quá bạn, nó sẽ làm xấu cho chúng ta. Hoặc là bạn chọn hết cái đống này cũng được, bạn chọn bật số 0 cũng được, số 0 bạn chọn, nhưng mà số 0 thì bật cái này lên để ta chọn phía trước thôi, rồi nó dính những cái ông kia đâu rồi đây. Đó, chọn phía trước thôi nè, phía sau không có ha. Để ta đẩy này ra trước cho cái bụng này giống như là bụng phệ. Thấy chưa, có cái bụng vừa vừa thôi, hơi nhiều rồi. Rồi ok ha, ta lấy ví dụ vậy thôi. Mà muốn cái chỗ nào đó nó hơi phệ một tí nữa thì bạn chọn cái này cho nó phệ một tí. Rồi các bạn, tạm ổn ha. Xong. Sau khi xong rồi bạn thấy là quét hết toàn bộ chuyển sang polygon cũng được. Nếu bạn không muốn chỉnh sửa gì nữa thì bạn thấy là quét hết này, nhấn connect này, connect and delete. Đó. Nó sẽ chuyển ra thành một khối. Rồi bạn muốn chỉnh sửa nữa thì bạn hãy làm lại thêm một lần nữa, nhấn shift cái trên đây. Đó. Thấy chưa? Rồi bạn muốn chỉnh sửa cái gì nữa thì bạn chơi kiểu này thêm lần nữa. Bạn thích gì đó thì bạn làm thêm một lần nữa. Hình như chỗ này tôi thấy nó hơi ốp chỗ này lên một tí. Tôi thấy này nó hơi to, ốp chỗ này thôi, đó, cho cái bụng nó đưa ra thôi, rồi, cái bụng nó đưa ra, bụng đưa ra trên hót xuống, rồi, làm hồi xấu quá. Ta ví dụ ha, ví dụ gì ha, rồi bạn nếu còn bạn nếu không muốn thì bạn cứ để nguyên phay góc gì cũng được luôn, ta không cần chỉnh nhiều nữa đâu. Tôi lấy ví dụ tôi hướng dẫn bạn rồi tôi xóa, tôi để phay góc luôn đi, rồi. Sau khi xong rồi thì bạn kiểm tra cái đường lưới nó sẽ không cong như thế này nè, không cong thì nhìn xấu quá. Kệ nó, không thành vấn đề đâu. Rồi, sau khi xong được cái hình dạng, bây giờ ta sẽ thực hiện. Bây giờ tôi thấy dục qua bên scoop tôi nhào nặng được đó, nhưng mà tại tôi muốn hướng dẫn bạn bằng cái cách là chúng ta sẽ cắt đường lưới ha. Thì một tâm sẽ chia cái ông này ra giữa, thì tôi muốn lấy cái nào đó ở giữa. Tôi muốn lấy đây là giữa nè bạn. UB đây. Công cụ chọn nó. Thấy chưa? Tôi muốn chia thành một cái đường ở giữa thì tôi chọn hết cái đám này, tôi nhấn cái công chức năng này nè. Bạn nhấn KL bạn cắt cũng được, tùy bạn thôi, nhấn KL nè. Còn không thì tôi chọn cái này. Đó, thì nó sẽ cắt một cái đường ở giữa, thấy không? Mới hiện thêm cái đường lưới ở giữa nè. Rồi, này đường lưới giữa nè, đó. Muốn cắt làm đôi để chút tôi dễ đối xứng, bạn đối xứng là một bên đây. Ta bên kia ta đối xứng cho dễ. Khỏi mất công làm hai bên. Bây giờ bạn nhấn delete xóa cũng được rồi đó bạn. Bạn muốn thì bạn xóa luôn nhưng mà tôi để cho bạn dễ thấy. Không phải tôi xóa luôn nè. Tôi sẽ dời số 0. Tắt cái này đi, tôi sẽ vào chọn mặt phẳng. Tôi sẽ bật cái này lên. Tôi quét nè. Delete. Thấy chưa? Giờ tôi sẽ làm đúng một bên đây, bên kia sau khi làm xong rồi tôi sẽ nhân bản qua, đối xứng qua cho mất đỡ mất thời gian. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Dù như bạn bắt đầu bằng cái chân hay cái tay trước. Cho bạn xem cái mẫu cái. Này cái chân nè, lấy cái đại gì đó hình vuông hay hình lục giác, ngũ giác gì đó dưới để trút xuống rồi ta đẩy ra phía trước thành cái giò thôi. Đây là cái phần dưới đít nè. Thì bạn nhắm chừng ở đâu đó đây bạn. Một chút nó sẽ đối xứng hai bên ha, ta làm này là một cái chân nè. Bạn kiểm tra coi đúng chưa? Hơi bị lệch hai bên ha. Bạn nhìn các hướng thì nó sẽ chính xác hơn. Bật lên nhìn bốn góc nè. Nhìn bốn cạnh nhé. Bốn hướng. Đây là ví dụ như bạn nhìn về phần đáy nè. Bỏ này. Tôi chọn thử nè. Nó gì cái cách đây, cách ta nhìn nè, thấy chưa? Bạn nhìn đây từ đỉnh xuống nè. Rồi giữ control bằng bỏ những cái nào đó nó nhiều quá. Được chưa bạn? Cái chân nó hơi ý. Cái chân gì là nó hơi bị bự ha. Chúng ta phải chọn cái khúc khoảng ở đâu đó, ấy xin lỗi. Khoảng này thôi. Giữ shift để thêm vùng chọn, control để loại bỏ nó. Lưu ý là tôi đang bật cái tính năng là chọn xuyên ở phía sau, tôi bỏ này đi. Để tôi giữ tôi bỏ này đi. Rồi, tôi chỉ chọn đúng ở đây thôi ha, kiểm tra cho kỹ. Rồi sau đó bạn, tôi sẽ
được cái chân đó bạn, hình như cái chân nó hơi hơi kỳ kỳ, tôi chọn luôn ở đây luôn đi. Đó rồi sau đó tôi sẽ nhấn cái chữ Y để extrude bạn, extrude vào trong cái đường lưới á, đó hãy cho extrude vào trong. Rồi sau đó tôi sẽ bạn kiểm tra coi nó được chưa, nó được chưa, nếu được rồi thì bạn sẽ đẩy xuống, bạn sẽ đẩy xuống giữ control, giữ control đẩy xuống, thế là được cái chân, giữ control cũng được, còn không mà giữ control bạn đẩy xuống luôn thì nó sẽ ra cái gì, thấy chưa, nó ra nguyên cái cục chà bá gì. Ok đây, còn tôi sẽ làm, tôi sẽ thêm sự vai sư phai cho bạn xem nhé, nhấn on click click vô đây đó, nó sẽ được cái chân, một bên chân gì hơi nó bự ha, bên hông hơi hơi bự. Mà nãy giờ bên hông này bự thì bạn phải là nhấn chữ Q để tắt cái này, chọn lại cái đường lưới này. Sau đó nhấn nhấn Ctrl Z đi. Ta bỏ cái phần rìa vào đây đi bạn. Bỏ cái phần này đi, nhấn số 9 nè. Giữ Ctrl bỏ phần này đi, nó gì cho nó nhỏ thôi, chứ chân này nó bự quá. Rồi, đẩy nó xuống. Thấy chưa? Thì nó sẽ bớt bự và nó ý nó có một cái lỗi gì đó đây. Cho nãy chúng ta ép chút vào ta đẩy các bạn, còn bây giờ bạn muốn sửa thì sẵn đây ta chỉ bằng luôn, bạn chọn những cái đường lưới này bạn dư thừa bạn, nãy ta lỡ ép chút vào dư thừa thì bạn hãy xóa đi. Đây dù bạn xóa đi, bạn nhấn dissolve đây nó, còn muốn nó ở đây thôi. Còn không thôi tôi cần chú ghét đi. Lúc mà tôi chưa cắt được lưới tôi chọn ngoài đây đi. Rồi tôi chọn lại ngoài đây ha. Đây tôi chọn khúc này thôi. Nó. Thấy chưa? Tôi nhấn chữ Y tôi đẩy vào. Một chút thôi. Rồi, sau đó tôi đẩy xuống. Thấy chưa? Được cái chân. Nhưng mà này xong hồi sao thấy nó giống nó sát cái háng quá à. Thì bạn muốn thì bạn click vô đây, bạn cho nó symmetry luôn đi cho nó dễ thấy nè, giữ on click vô đây. Nó tự động nó sẽ đối xứng hai bên cho chúng ta. Nó thấy chưa? Đối xứng hai bên. Và cái chân nó đang sát cái háng quá nè, nó khép quá. Ok ha, thì chúng ta sẽ chọn lại đi. Nó ta muốn cho bạn thấy là khi ta làm ta phải gặp nhiều cái trường hợp gì đó. Rồi ta sẽ đối xứng lại cho bạn dễ thấy luôn đi. Tôi bật nó xứng trước đi. Tôi sẽ chọn hai cái này đi. Đây, đó. Ok ha. Rồi sau đó tôi sẽ đẩy xuống. Hai bên nó bự chà bá luôn. Còn không thì bạn cắt cái đường lưới thêm chỗ này. Bạn cắt cho tôi nha, giữ KL. Cắt đây nè bạn. Cắt ở đây cho nó cái đường, cái chỗ này nó ít tí đi, nó bự quá. Cái phương ngang nó bự quá. Tùy các bạn đó ha. Bạn muốn thì bạn đẩy vô một chút, chữ Y đẩy vô một chút. Rồi sau đó là các bạn đẩy xuống, nó được cái chân rồi, tùy chúng ta thôi. Dù gì là tôi cảm thấy ok rồi, tôi không chỉnh nó mất thời gian ha. Thì bạn thấy nó đưa quá thì bạn hãy bóp nó vô một tí, đó bóp nó vô một tí rồi xong ha. Rồi cái này nó không thẳng hàng cho bạn, bạn hãy chọn điểm những số 0 quét quét cái này nè. Rồi cái này hiện tại muốn nó cho nó thẳng hàng theo cái, nó bằng phẳng theo cái trục Y nè bạn, thì bạn cho quét hết nóng này, bạn cho trục Y bằng không, xây nè bằng không, bạn sẽ khem nó phẳng nè, thấy chưa, nó sẽ phẳng lại, nhìn kỹ nha, xây bằng không đây, nó ngoài đang trời mưa nó cũng hơi ồn tí mà, rồi xong đó bạn, nhấn kêu nhấn đây survey cho xem thử nè, đó được hai cái chân gì, cái háng nó hơi hơi rộng các bạn, bạn muốn cho cái háng nó khép cái chỗ đùi chỗ này lại đó, thì bạn phải chỉnh cái cho đường lưới này một tí, nếu bạn muốn bạn chọn cái này bạn khép lại một tí, dù như bạn có thể chọn cái đâu rồi, chọn hai cái mặt phẳng đây gì nè, đâu rồi, chọn cái mặt phẳng này nè, bạn có thể bóp lại một tí nếu bạn muốn, bạn hãy nhấn chữ T bạn bóp cái này lại ý, hai cái nó tách rời nha luôn. Bạn chọn cạnh bên đây thôi chứ. Bạn muốn thì bạn hãy UL chọn cạnh đây. Rồi,
cạnh đây các bạn, bạn có thể là đẩy cạnh dưới đây chứ, chọn cạnh dưới đây nè, chỉ riêng cạnh này thôi, chỉ riêng cạnh này thôi, nhấn số 9 chọn thử, chỉ riêng cạnh này thôi, hai cạnh này thôi, rồi còn đẩy ra phía này tí, nhấn trượt cạnh nè, thấy chưa? Giờ bạn tâm bạn muốn làm cho cái háng nó khép lên tí ấy, bạn làm cách này, thấy chưa? Thấy đẹp hơn chưa? Rồi không chỉnh nha, tôi tính là hướng dẫn sơ sơ chơi chơi thôi cho nó bạn hiểu quy trình thôi chứ không có cần làm đẹp đâu. Rồi sau khi được cái gì rồi muốn tới bàn giò bên dưới thì bạn bạn làm gì đó, bạn chọn cái nào đó, đây là bạn extrude ở phía trước, ví dụ như bạn ca là cắt cái khúc nào đi, cái bàn giò ta nè bạn, lấy đại khúc nào đó bạn đẩy ra extrude ở phía trước là xong thôi. Như tôi lấy đại khúc khúc này các bạn, khúc rồi lấy đại khúc này nha, khúc này đi, rồi cái đường lưới ta nó hơi kỳ kỳ, bạn thấy kỳ do chứ trên bạn, ở trên nó chạy theo cái canh lề theo cái trên á, còn không thì bạn tự cắt, ví dụ như bạn cắt thủ công nè, nó chỉ lấy con dao nè, ta cứa ngang cắt thủ công, ví dụ như bạn khúc nào bạn nhấn lít ra giữa phím shift thì nó sẽ cắt ngang qua đó, nhấn escape thoát, bây giờ đây là cắt, gọi là cái cách cắt thủ công thì nó sẽ được gì đấy, nó cắt phía trước à, thì bạn kiểm tra lại, bạn sử dụng cái tùy chọn này nè, cắt xuyên qua phía sau luôn ha, đít này lên, bạn muốn cắt xuyên phía sau luôn không thì còn không thì tùy các bạn ơi, tôi muốn cắt xuyên qua phía sau luôn, giữ phím shift cho thẳng hàng đó, nó sẽ cắt xuyên ở phía sau luôn. Rồi sau đó tôi sẽ đẩy cái này ra phía trước làm cái đôi giày, cái dưới đây tôi muốn nó bè lên tí không ạ, từ khúc này nè, từ khúc này xuống tôi muốn nó hơi thẳng hơn tí, thì tương tự thôi, tôi sẽ chọn điểm, tôi sẽ quét cái này, tôi sẽ canh nó ra khúc này nè, cái trục canh theo cái trục x bằng 0, quét x bằng 0 thì nó sẽ thẳng hàng. Rồi bên đây cũng vậy, bên đây mà tôi cho x bằng 0 đó, thì nó sẽ thẳng hàng, ở trước sau nó sẽ thẳng hàng, đó là cái bí quyết này, cái bí quyết tôi thường hay làm. Rồi sau khi đó là tôi sẽ quét cái này ra cho kéo nó ra, tại vì tôi muốn cái bàn giò nó hơi thẳng, bạn muốn hơi bóp xuống thì tùy bạn, hơi bóp vô chung tí thôi đó, ok ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đẩy ra trước những cái đường lưới này, nếu cái chỗ này bạn thấy kỳ kỳ quá bạn nhấn delete xóa được, bạn dissolve nó cũng được, xóa đường lưới nè, còn không thì tôi chọn mặt nè, tôi sẽ chọn những cái này đi, tôi sẽ bắt đầu extrude ra phía trước ha. Ồ, cái đường lưới nó hơi kỳ kỳ bạn, nó hơi xéo xéo làm sao, nó hơi xéo xéo làm sao, nhìn nè, thấy không? Mà ta cần sửa xét đi, do cái chân nãy ta làm nó hơi nghiêng á, thì chúng ta không nên làm vậy, để nó nguyên vậy luôn thì để đẹp hơn. Ok ha, để nó nguyên vậy thì đẹp hơn. Ấy, cần cho y. Rồi. Giờ tôi sẽ cắt lại, tôi ấy trước rồi phía trước mà, còn không thì bạn bạn làm ra một cái file mới, cái đôi giày á, thì sau đó bạn nói mà nói hai cái mặt phẳng lại nhau, nhưng mà tôi làm biến làm hai cái đó thì bạn biết rành rồi. Giờ tôi cắt cắt lại thôi, K là ô xin lỗi, cái K đây tôi cắt ngang nè, giữ phím shift đặt ngang, rồi tôi sẽ chọn cái mặt này, tôi ấy trước ra xong giữ control đẩy nó phía trước nó, bạn muốn nó cỡ nào thì bạn chỉnh cỡ đó, nhiều hay ít thì tùy bạn đó, tôi nghĩ chắc ít thôi, rồi ít gì thôi, rồi tôi nghĩ là bạn nhấn chữ T bóp nó lại tí, bạn bóp nó lại tí, rồi và cái nhìn theo phương ngang thì nó hơi đưa lên nè, ta sẽ đẩy nó xuống tí, tại cái chân ta phải gần gần mặt đất đó. Rồi bật nhấn phím Q, thấy nhanh chưa, bạn cũng tương đối là nhanh thôi, còn cái chân nó bự quá bạn, cái này muốn đúng ra nãy ta phải bóp nè bạn, ta bóp cái chỗ này nè,
lỡ người ta sẽ chọn thử chọn cạnh, chúng ta bóp nè, chọn cái đối tượng ta, chọn cạnh này, nhấn chữ T bóp lên tí, đó, bóp lên tí cho cái đùi nó bớt bự, thôi nó bự quá, thấy chưa, cái đùi ta bớt bự lại, ok ha, rồi, tới cái phần tay đi. Cái phần tay là bạn thử này, bạn adjust một cái phương ngang dài dài, cái gì đó dài dài đó là bạn adjust ra theo phương ngang á. Ta kiểm tra thử coi. Phương ngang thì chỗ nào đó bên hông nè bạn. Chỗ này hay gì nè, ta kiểm tra nhìn thử phương ngang coi. Thấy chưa, được chưa? Ngang cái giò nè, nhìn từ trên dưới nè, ngang cái chân dẫn đường lưới nó luôn nè. Rồi thì chúng ta sẽ adjust vô được bạn. Nhấn phím Y. Nó đẩy vào trong. Cái này giống như là cái cánh như của tay của con này thì đúng hơn. Nên tôi sẽ bóp cho nó dẹp dẹp là bạn, chống cái cánh quá. Nhấn chữ T. Nó cho nó ý. Làm cái kiểu này không được ha, nhấn chữ T nó sẽ bóp thì bị méo như này, Ctrl Z lại. Bạn muốn chỉnh thì bạn sẽ chọn cạnh, chứ không có chơi kiểu này được, bạn phải chọn cạnh, sau đó bạn lấy cái này nè. Lấy cái trượt cạnh nè, bạn đẩy xuống. Nó giờ thì nó sẽ dẹp lại nhưng mà nó không bị hư cái đường lưới chúng ta. Nó sẽ theo cái phương của bề mặt của cái này. Lưu ý ha. Rồi. Tiếp tục. Chọn hai cái này. Nhấn cái này trượt cạnh. Ok. Chúng ta sẽ được cái cánh tay nó như vậy. Cái cánh như thế này. Nó tương đối là mỏng thôi chứ không vậy. Mỏng thôi. Rồi sau đó. Bạn chọn hai cái này bằng chút ra đây. Thì cái này nó có hai cách, một là bạn adjust rồi bạn chỉnh, còn không thì bạn chỉnh trước, adjust cách nào cũng được. Ví dụ như tôi nhấn R thử đây, tôi xoay xuống đây thử đây. Hồi xoay xấu quá, adjust rồi nó xoay. Tôi adjust cho đây một, tôi đẩy ra phía đây cho tí hay là giống như là nó có cái độ đưa cái bờ vai nó ra. Rồi sau đó tôi sẽ nhấn R thử. Đó. Một chút thôi. Rồi sau đó tôi ấy. Đâu tiêu rồi. Tôi số 9 đâu rồi. Tôi chọn cái hướng của đối tượng nè. Đấy xin lỗi. Tôi nhấn R đi bạn. Tôi muốn xem cái mặt này nó xích xuống tí. Ồ. Tôi sẽ nhấn đây. Nhấn thay đổi tâm là nhấn R. Tôi muốn xây cho cái mặt nó hơi xích xuống tí. Rồi tôi đẩy thử control. Bây giờ tôi đẩy ra như thế này. Một chút thôi bạn, tôi làm hơi nhiều rồi, đẩy một chút thôi. Rồi tôi nhấn chưa R, tôi xoay xuống tí nữa. Tôi control tôi đẩy ra. Hơi dài mà. Kệ đi, hơi dài một chút rồi. Nhấn R xoay xuống. Đấy, xin lỗi, cẩn thận nha bạn, xoay thêm một hướng nữa, tôi xoay thêm một chục một xương dương nè. Nó giống như con chim cánh cụt vậy. Rồi đại khái làm hoàn hảo thôi ha. Nó bật surface lên thì cái cánh nó sẽ như thế gớm như này. Nó hơi đều quá, bạn muốn ở đây nó bự hay là nhỏ tùy theo cái mẫu của ta bạn. Cái này nó làm phụ thôi. Cái phần mà dựng mô hình này chỉ là phụ đó bạn. Học cái quy trình thôi. Ví dụ như trong đây là nó nhỏ ra ngoài, nó bè ra tí rồi cái phần cuối nó nhỏ lại. Ta ví dụ ha. Thì chúng ta sẽ cho cái đường lưới ở đâu đó, nó giữa nó bự nè bạn, KL cắt cái đường lưới đâu đó đây đi. Dù tôi muốn chỗ này nó bự ra nè. Rồi chỗ này UL chọn cạnh, phím T to ra. Nó tôi muốn đâu đó chỗ này nó sẽ bự ra. Bự theo phương ngang thôi, theo cái phương theo cái bự hết luôn đi. Rồi
Ôi là tới đây luôn, cũng bự luôn, phím T bự ra. Bây giờ bự ra. Rồi tới cái phần đầu này mới là bóp đây nè. Ui là chọn này. Nhấn phím T bóp lại. Rồi sau đó tao bật Surface lên chiếm Q nó. Thì trông nó sẽ đẹp hơn tự nhiên ha. Rồi ok ha, tạm ổn gì đi, không làm nữa. Ctrl S lưu lại cái file này, tôi đặt tên là cái con cái con quái vật hay gì đi. Đặt tên là bé quái vật đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ tới cái gì nữa bạn, cái sừng đi. Cái sừng thì bạn hãy làm chung cũng được, một phải có nhiều cách làm đó. Bạn hãy làm chung một cái file, nghĩa là chung một cái polygon nào, là bạn extrude bằng đẩy lên. Còn cách thứ hai đó là bạn sử dụng, cách thứ hai thì nó dễ hơn, bạn sử dụng cái con này bạn làm cho nó nhỏ thành cái sừng, sau đó bạn bẻ cong. Bẻ cong thì dùng cái chức năng này, cách nào cũng được các bạn. Rồi tôi dùng như tôi hướng dẫn các bạn làm cái cách, làm cái cách từ một đối tượng đi, từ cái đối tượng này tôi extrude lên luôn, làm cho bạn xem thử nè. Rồi cách nào cũng được ha, ví dụ như tôi cho cái sừng nằm đâu đó đây nè, nó đâu đó khoảng này, hình như là hơi ngay trên đỉnh, xích lên tí đâu có khoảng này các bạn, khoảng này ha. Rồi thì bạn sử dụng tính năng là extrude, bạn tôi nhớ như đâu đó trong Morad nó có phần extrude ma trận á, đây nè, như đây nè, matrix nè, tôi nhớ không làm là gì. Hồi lâu quá tôi quên rồi, thôi ta làm thủ công đi bạn ha, làm thủ công đi. Rồi làm thủ công gì là bạn chọn cái mặt phẳng này, rồi sau đó bạn cái sừng đúng không, cái sừng thì bạn quốc đại, bạn giữ control bằng lôi ra như thế này đi, lưu ý ha, giữ control ha, không thôi nó sẽ dính cái mặt luôn, giữ control đẩy ra gì đó. Rồi sao nữa, rồi các bạn cứ đẩy ra chút đi, giữ control lôi ra tí ấy, xin lỗi. Giữ control đẩy ra tí, rồi sau đó các bạn sẽ thực hiện cái việc nhấn phím T bóp nó lại. Đó. Cứ làm một chút chút vậy đó bạn. Cứ giữ control đẩy ra. Rồi nhấn phím T bóp nó lại. Rồi giữ control đẩy ra. Nhấn phím T bóp lại. Rồi gán đi bạn chút nữa, giữ control đẩy ra, nó phím T bóp lại. Coi kỹ là nó nhỏ 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 nhỏ, như chừng nào ta bóp, bạn bóp cho nó nhỏ tí luôn đi. Đó. Vậy chứ không ai thấy đâu, nhỏ tí à, thấy chưa, nhỏ quắc luôn. Rồi, rồi sao nữa bạn, cái chỗ này là bạn phải UL chọn cái chỗ này, bạn bóp một tí, chọn cái cạnh này nè, nhấn phím T bóp một tí. Thì vừa thôi, cho nó thành một cái đường suông bạn. Còn này nó hơi không phải đường suông nè. Đó. Đừng lo, bằng bật Surface lên nhìn trông rất là mềm. Thấy chưa. Nhiệm vụ là chúng ta bẻ cong thôi. Giờ sao bẻ cong vậy. Thì chúng ta làm thủ công mà. Có nhiều cách làm á. Bạn hãy sử dụng cái pen này như tôi nói nãy nè. Dùng cái pen này là bạn chèn vô cái nó trong cái chỗ này thôi. Chỗ cái sừng thôi. Rồi bẻ cong. Còn không thì bắt buộc chúng ta phải làm thủ công là chúng ta chỉnh. Chỉnh thủ công. Chỉnh thủ công là sao, là nghĩa là ta bạn chọn như nào, bạn nhấn nhấn R xoay đấy. Đúng rồi, nhấn R, tôi nhấn R tôi xoay thử ha. Không được, bạn phải xoay cái kiểu này đây, nhìn từ phía này là nhấn số 0, rồi chọn chọn điểm hay chọn mặt gì cũng được bạn chọn ha, nhấn số 0 ha. Rồi chọn, tôi làm cái cách này là cách thủ công á, nhấn R bạn, nhấn R bạn xoay cái trục nó sai là bạn, thì bạn nhích vô đây đổi cái trục nó, bạn dục lên trên đây cũng được. Đây nè, tôi bật này, tôi đổi cái trục lên trên đây cho dễ thấy ha. Rồi cho dễ thấy thôi. Rồi đó, sau đó tôi nhấn R tôi xoay ha, xoay đến cái màu xanh dương nè. Đi không được, tắt cái này. Rồi nhấn R xoay. Thấy chưa? Nó. Làm từ từ thử coi được không? Tôi cũng mới nghĩ ra cái cách này thôi. Hy vọng mà thành công. Nhấn R xoay.
xoay đi rồi chút ta chỉnh vị trí cho bạn. Rồi tiếp tục bạn lấy nguyên cái đống này nhé, rồi xoay. Đó, tương đối thôi. Rồi tiếp tục, ấy xin lỗi, tiếp tục mỗi lần ta quét hai giảm đi một cái, xoay. Rồi xong đó bạn. Giờ bạn kiểm tra lại coi cái sừng coi. Cái sừng ông này nãy ta làm hơi dài ha, cái phần cuối này nó hơi nhỏ nè. Bạn muốn thì bạn bự cái phần này ra. Ui là chọn cái cạnh. Chỗ nào đó bạn thấy nó nhỏ thì bạn nhấn nó, bạn nhấn phím T bự ra. Bự ra một tí. Chỗ nào đó bạn thích nó bự thì bạn cho nó to ra cho nó dễ thương bạn. Tại cái mẫu này ta làm mẫu mẫu dễ thương mà. Nãy tôi bóp lại nó nhỏ quá, nhìn ghê quá, các bé chắc sợ dữ. Cho nó to ra tí, cho nó mập mạp lên, nó dễ thương bớt tí. Giờ nó bớt nhọn tí, nãy tôi làm hơi nhọn rồi. Rồi đại khái gì luôn đi bạn. Xong. Hay gớm quá. Rồi chúng ta đã chọn chính một cái gì đường lưới nào đó ở đâu đó ở dưới đây. Ctrl Z lại coi. Chúng ta chọn dính đường lưới nào đó bạn. Nãy tao quên không coi ha, thường cẩn thận cái vụ này. Đó. Bây giờ khi mà bạn chọn bạn lít ra ngoài rồi. Ok ha. Rồi để tao chỉnh lại tí, mất thời gian quá. Giờ tao chỉ cần bẻ cái phần ở trên đỉnh thôi. Những cái kia tôi bớt bẻ đi thì nó sẽ bắt đầu mất thời gian hơn. Bẻ khúc ở khoảng ở đây thôi. Đầu tiên ta sẽ di chuyển nó vô trong đây tí, nhấn R. Tôi sẽ chỉnh thủ công mà cho nó đỡ mất thời gian. Rồi ok các bạn, tạm chấp nhận đi. Rồi ok ha. Cái này nó hơi bự bự nè. Hơi kỳ kỳ chỗ này nè. Rồi đại khái gì cho bạn ha, không chỉnh mất thời gian, ta bạn cứ hình dung ấy mà nó xấu thiệt chứ. Để tôi chỉnh cái này tí bạn. Đó, ok ha, nhìn đỡ bất kỳ hơn rồi. Ta tạm chấp nhận gì ha, xong. Giờ tới cái gì nữa bạn? Con mắt chứ cái miệng thì cái này nó có nhiều cách làm đó mà. Thì bạn hãy làm trong đây cũng được. Ví dụ như nếu bạn làm trong cái phần mà bạn muốn dựng đường lưới á, thì bạn sử dụng KL, bạn cắt ra những cái rãnh này nè. Rồi sau đó bạn extrude vào trong, ví dụ bạn cắt cái rãnh như nè. Rồi bạn chọn cái mặt phẳng này. Ví dụ thế ha. Chọn cái mặt phẳng cho cái miệng nè bạn. Chọn cái mặt phẳng cho cái miệng này, sau đó bạn nhấn chữ D hay là nhấn gì đó Ctrl đẩy nó vô thì nó sẽ ra cái miệng đây. Rồi bạn xóa cái phần giữa này. Đó, rồi bạn nối hai cái này lại thì nó cũng ra được cái miệng. Đó là một cách làm ha, có nhiều cách làm lắm. Tôi lúc nào vậy tôi gửi cho bạn nhiều cách để chúng ta làm cái nào phù hợp chúng ta làm thôi. Còn nếu không á thì nó có một cái cách là sau này mà các bạn làm ra đối tượng hoàn chỉnh đi, rồi bạn vào trong cái phần mềm xin lỗi, vào trong cái layout scope á, để chúng ta nhào nặn, ta đục lỗ lên. Con mắt cũng vậy, con mắt thì bạn có thể vào trong cái phần mềm đó, bạn vào trong scope á, bạn đục lỗ rồi bạn làm lên. Tôi để vô cho cái phần nhào nặn nha bạn, chứ giờ người ta làm cũng được. Để ta sẽ chừa lại những cái gì đi để người ta thực hiện cái nhào nặn. Chứ không thôi chúng ta làm hết bằng cái cách đường lưới này á, thì khi mà vào trong cái scope á thì chúng ta đâu còn gì đâu để chỉnh sửa. Rồi cái răng này á thì bạn nhào nặn cũng được, bạn có cái cục gì đó bạn nhào nặn bạn đẩy ra cũng được. Đấy. Rồi, ví dụ như ta tạm tắt đây ha, ta tạm ngưng cái phần mà dựng cái mẫu model bằng cái đường lưới đi.
Rồi đây là chúng ta vừa xong được cái bước số 1 các bạn. Đây mới xong được bước số 1 là chúng ta sẽ dựng mẫu chúng ta. Cái tách riêng này là tôi nói trường hợp mà chúng ta sử dụng những cái phần đó, những cái phần riêng biệt chúng ta tách riêng, trường hợp này chúng ta làm chung một cái mẫu rồi. Nên chúng ta không có dùng cái từ này tách riêng nữa, mà là làm hoàn chỉnh đi. Dùng từ làm hoàn chỉnh đi. Làm hoàn chỉnh các bộ phận tay chân, ví dụ vậy. Đầu thân. Rồi. Sau khi ta mới được xong được cái bước số 1 bạn, dựng xong được cái mẫu rồi. Bắt đầu bước thứ hai chúng ta sẽ thêm một số chi tiết nào đó để chúng ta gửi qua cái phần mà nhào nặn scoop. Thì chúng ta sẽ sử dụng một số cái công cụ này. Thì nếu bạn nào có sử dụng Xerox rồi thì nó sẽ rất là dễ dàng cho các bạn, tại nó cũng tương tự như đây, nó sẽ dễ hơn nữa. Còn không thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm cũng dễ thôi, không khó đâu. Rồi. Vô này chúng ta kết thúc từ đây các bạn, giống như ta dựng được như vậy là xong rồi. Tôi hoàn thành luôn cái việc mà dựng đường lưới trong đây cũng vẫn được ha, nhưng mà tôi muốn sử dụng qua cái video sau tôi dùng cái scoop này. Đó, để chúng ta thực hiện cái việc nhào nặn. Bây giờ nhào nặn bằng những cái công cụ này. Và tôi Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.